Vâng, Phong Thủy Tâm Viên xin kính chào đến các cô chú anh chị và các bạn đang đến với buổi livestream tư vấn phong thủy ngày hôm nay nhé. Xin mời các cô chú anh chị chúng ta cùng giao lưu với lại là chương trình livestream ngày hôm nay của mình Đức Trung ạ, cũng như đặt các câu hỏi cần được tư vấn về phong thủy, cũng như là các cái nhu cầu cần được tư vấn về vật phẩm phong thủy này, hoặc là tư vấn động thổ làm nhà năm 2020-2021, hoặc là kích phương án làm nào để kích hoạt tài lộc cho văn phòng, công ty, cơ quan hoặc là ngôi nhà của mình để có thể nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid này. Dịch Covid này có lẽ là đây là thời gian rất là tốt để chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ nhìn lại những cái chặng đường chúng ta đã qua, đúng không ạ? Cũng như rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian hơn, chúng ta nhìn lại ngôi nhà của mình để có những cái góc nhìn tốt hơn về phong thủy, cũng như là nếu như cần có những cái sự chỉnh sửa hoặc có những cái mà dự định mới đối với ngôi nhà chúng ta, thì đây là một trong những cơ hội rất tốt, đúng không ạ? Sẽ không có nhiều cái cơ hội như thế này. người ta nói là người tiêu cực thì nhìn thấy khó khăn trong cơ hội, còn đâu người tích cực thì nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng là mở cái thế giới quan của mình một cách tích cực hơn để chúng ta nhìn thấy những cái cơ hội mới trong cái những cái giai đoạn khó khăn như này nhé. Đồng thời rằng là những ai mà chưa có tài liệu về cho tuổi xây dựng ekip mà Đức Trung đã gửi tặng lần trước, những ai chưa có thì vui lòng chia sẻ video livestream cũng như rằng là bình luận xuống bên dưới để Đức Trung có thể gửi tặng được, không ạ? Cái bản đấy ngày hôm nay đâu rồi không biết nữa. Các cô chú chị nào mà chưa có cái bản xây dựng tuổi ekip đấy thì có thể là comment xuống bên dưới, cũng như là chia sẻ video livestream và comment tôi muốn nhận để Đức Trung sẽ gửi tặng các cô chú chị về cái phần những cái nguyên tắc lựa chọn tuổi, đúng không ạ? Là một cái danh sách bản rất nhiều các cái tuổi trải từ 1956 cho đến 2015, 1956 Bính Thân cho đến 2015 Ất Mùi để các cô chú chị được lựa chọn nhé. Vâng, hãy chia sẻ video livestream này cũng như giao lưu với Đức Trung bằng cách đặt câu hỏi, đúng không ạ? Đức Trung sẽ cố gắng là giải đáp các cô chú chị với những kiến thức của phong thủy tam bảo phái chính tông, cũng như là những cái kiến thức để làm sao chúng ta minh bạch được cái bộ môn phong thủy và để bộ môn phong thủy để tiếp cận đến với nhiều người hơn, đúng không ạ? Hãy bấm like, chia sẻ video livestream cũng như là comment bất cứ câu hỏi nào xuống bên dưới, hoặc là chào nhau đồng ý không ạ? Hãy chào nhau để chúng ta có cơ hội được làm quen nhiều hơn, cũng như Đức Trung có cơ hội được phục vụ tư vấn đến nhiều các cô chú chị hơn nhé. Nào, đã nhiều người vào xem chưa? Đã nhiều người vào xem chưa? Các đội ngũ trợ lý tư vấn chia sẻ video livestream này lên trên Facebook cá nhân của mình, cũng như là những cô chú anh chị nào còn băn khoăn những các câu hỏi mà cần phải giải đáp thì cũng có thể là cùng vào livestream này để mà chia sẻ giải đáp, được không ạ? Có lẽ là cho anh mượn một cái máy, chắc là vào phòng trong kia mượn chị sao mà ai đó một cái máy, cho anh mượn một cái máy để anh đọc comment của các cô chú chị. Các cô chú chị nào lần đầu tiên đến với buổi livestream của Phong Thủy Thái Nguyên, cũng như lần đầu tiên biết đến Đức Trung, có thể là cùng xin chào chúng ta làm quen với nhau, được không ạ? Xin giới thiệu các cô chú chị, em tên là Đức Trung, hiện tại thì em triển khai công việc trợ lý của thầy Tam Nguyên trong 3-4 năm nay rồi, cũng như là với cái tinh thần ham học hỏi, cũng như là với cái mong muốn chia sẻ kiến thức phong thủy theo cái mong muốn của thầy Tam Nguyên, đó lan tỏa tri thức và chia sẻ giá trị đến với cộng đồng. Thì em rất mong muốn rằng là những kiến thức phong thủy của chính tông tam bảo phái sẽ được nhiều người biết đến hơn, cũng như là sẽ có cái cơ hội sẽ có cơ hội giao lưu cũng như là lan tỏa kiến thức được nhiều hơn, đồng ý không ạ? Vâng. Xin chào chị Mai Mai nhá. Xin chào bạn Đức này. Xin chào bạn Diên. Vâng, xin chào các bạn. Các cô chú chị chúng ta cùng nhau. Vâng, xin chào bạn Nam Nguyễn. Bạn Nam Nguyễn có câu hỏi là xin chào anh Trung, tuổi 1991 ở nhà hướng nào thường hợp? Vâng, các cô chú chị chúng ta hãy
giao lưu và đặt bất cứ câu hỏi nào đến với buổi chương trình giải đáp ngày hôm nay đúng không ạ? Bởi vì rằng là sẽ không có cái nhiều cơ hội để mà Phong Thủy Thái Nguyên livestream chia sẻ đến các cô chú chị những kiến thức hoàn toàn miễn phí. Vì rằng là có thể là các cô chú chị có rất nhiều những băn khoăn trăn trở, rất nhiều những câu hỏi khác nhau liên quan đến vấn đề phong thủy, nhưng mà cũng ngại bởi vì biết thầy Thái Nguyên rất bận, do đó không có cơ hội mà đặt câu hỏi trực tiếp với thầy Thái Nguyên. Thì bản thân em là cá nhân cũng đi với thầy Thái Nguyên trong những ngày đầu, do vậy rằng là em có những cái sự ảnh hưởng từ kiến thức của thầy, và em cũng rất mong muốn là những kiến thức nào mà mình có sẽ chia sẻ đến các cô để lan tỏa những cái kiến thức này đi, làm sao để biến cái bộ môn phong thủy trở thành một trong những bộ môn mà chúng ta ứng dụng dễ dàng trong cuộc sống, đúng không ạ? Nó gần như một trong những cái kiến thức, một trong những cái kỹ năng sống mà chúng ta nên ứng dụng hàng ngày để nó trở nên tốt hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái liên quan đến làm nhà dựng cửa, không có nhiều cơ hội để chúng ta xây dựng được một ngôi nhà của mình, và nếu như chúng ta biết đến phong thủy nó tốt thì nó sẽ ok hơn. Vâng, bạn Nam Nguyễn câu hỏi là xin chào anh Trung, là tuổi 1991, ở nhà hướng nào hợp? Cái này cũng sẽ có nhiều cái mà trao đổi với bạn như này. Theo quan điểm của Phong Thủy Thái Nguyên, nó sẽ khác với một số những quan điểm khác mà các cô chú chị có thể tìm hiểu trên mạng. Ví dụ như các cô chú chị có thể tìm hiểu trên mạng thấy là 1991 Tân Mùi, Nam Mạng thì ở như thế nào hợp, thì ra rất nhiều các cái thông tin khác nhau, và rất nhanh chóng các cô chú chị có thể đọc những thông tin. Ví dụ như là tuổi 1991 Nam Mạng cung cấn thuộc tuổi Đông Trạch chẳng hạn, thì ở nhà hướng nhà Đông Tứ Trạch, do đó trong đó sẽ có rất nhiều các cái hướng gọi là hướng tốt, bao gồm hướng diên niên, hướng thiên y sinh khí phục vị, đúng không? Hướng xấu là lục hại, rồi là tuyệt mệnh ngũ quỷ hóa hại, rất nhiều các xấu, hướng xấu làm chúng ta thấy lo lắng. Tuy nhiên mà điều là đối với Phong Thủy Thái Nguyên thì không có ứng dụng cái kiến thức này bao giờ cả, không có ứng dụng kiến thức này bao giờ cả, do đó rằng là chúng ta không cần phải băn khoăn lo lắng. Xét theo định long tâm và phái thì khuyên anh Nam, anh có thể lựa chọn hướng đông bắc hoặc là hướng bắc thì nó sẽ vượng hơn, hướng đông bắc hoặc hướng bắc sẽ vượng hơn. Cái này nếu như anh lập gia đình rồi thì anh phải cung cấp thêm thông tin, đó là vợ con anh sinh năm bao nhiêu nữa nhé, vợ con anh sinh năm bao nhiêu nữa, thì nói chung có thể tư vấn cho anh kỹ hơn về cái việc tuổi nào, rằng là sẽ nên lựa chọn hướng nhà nào thì nó vượng với cả nhà. Còn đầu trước tiên anh nên chọn hướng nhà đông bắc hoặc hướng bắc, ưu tiên hoặc đông bắc, ưu tiên chọn hướng đông bắc. Rồi bạn Nguyễn Hữu Đức có câu hỏi là thầy ơi, em sinh giờ Thân ngày 24/6/1997, năm nay lấy vợ được không? Năm nay lấy vợ được không, đúng không? Cái việc lấy vợ là như thế này nhé, là trao đổi với các cô chú chị một chút về cái quan điểm liên quan đến lấy vợ, đúng không ạ? Thành lập gia đình. Cái việc mà chúng ta, những cặp yêu đương mà chúng ta yêu nhau thì không nói làm gì, đúng không ạ? Nhưng ra quyết định đến cái việc chúng ta cưới nhau thì lúc này nó phải lên một cái mức độ quan trọng hơn khác, bởi vì là cái việc chúng ta cưới nhau sẽ cần phải có cái sự quan tâm và hỗ trợ từ cả hai bên gia đình, đúng không ạ? Nhà trai và nhà gái, cả dòng họ nhà trai và cả dòng họ nhà gái luôn. Do vậy là cái việc mà yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng mà cưới nhau rồi thì nó cần phải đến từ cái việc là cái mong muốn của cả hai bên cũng như là những cái sự phù hợp nữa. Do đó là cái việc mà cưới được hay không thì nó căn cứ thêm vào cả thông tin nữa là tuổi cô dâu như thế nào. Mà người ta nói là làm nhà thì sắp tuổi đàn ông, mà lấy chồng thì tuổi đàn bà, đúng không ạ? Do đó là cái việc mà thành lập gia đình hôn sự thì người ta lại xem trên cái việc là tuổi cô dâu năm đó thành lập gia đình hay không. Và sau đó thì là quyết định ok được rồi thì lúc này chúng ta sẽ chọn đến cái tháng để chúng ta tổ chức cái lễ thành hôn. Thì thường người ta sẽ lựa chọn một trong hai tháng đối với tuổi của cô dâu, đó là tháng đại lợi và tháng tiểu lợi, đúng không ạ? Tháng đại lợi và tháng tiểu lợi thường người ta sẽ ưu tiên là tháng đại lợi trước, và nếu như tháng đại lợi không hợp lý thì sẽ ưu tiên sang cái tháng tiếp theo, tháng tiểu lợi. Nhưng một điều quan trọng hơn cả là trong tam hợp, trong phong thủy thì nó còn có một trường hợp cách cục khác, đó là liên quan đến trường hợp về tam hợp khí. Do đó là nếu như ở đây là tuổi của bạn Đức là sinh năm 1997, còn được quan tâm thêm tuổi của cô dâu nữa. Nếu như tuổi của cô dâu nằm ở trong bộ tam hợp tỵ dậu sửu thì lúc này không phải chỉ đơn giản là lựa chọn cái tháng gọi là tháng đại lợi tiểu lợi của cô dâu, mà là lựa chọn cái tháng hóa khí của tam hợp tỵ dậu sửu cơ. Thì cái này nó rất là quan trọng, là phải lựa chọn cái tháng hoặc là tháng tam hợp hóa khí của tuổi tỵ dậu sửu để mà tổ chức cái hôn sự thì nó sẽ tốt hơn. Thì sau khi mà chọn được cái tháng hóa khí rồi thì lúc này sẽ lại chọn tiếp đến cái năm tháng ngày giờ vượng. Thì năm tháng bây giờ làm thế nào để căn cứ lựa chọn được hai cái ngày quan trọng trong việc lễ thành hôn, đúng không? Đó là lễ ăn hỏi và lễ cưới. Thì chúng ta lại còn phải căn cứ không chỉ là năm tháng ngày giờ sinh của cô dâu chú rể, mà lại còn cả năm sinh của bố mẹ cô dâu và năm sinh của bố mẹ chú rể nữa. Tức là cần thêm thông tin của thân phụ mẫu hai bên, đúng không ạ? Tại vì cái việc như Đức Trung nói, yêu nhau là chuyện của cô dâu chú rể, nhưng mà cưới nhau rồi là chuyện của gia đình hai bên. Do vậy là làm thế nào để tăng thêm cái yếu tố hòa hợp của gia đình cô dâu và gia đình chú rể thì cần phải có cả năm sinh của cô dâu chú rể nữa nhé. Cần cả năm sinh cô dâu chú rể nữa, và sau đó thì lựa chọn cái
Hai cái ngày quan trọng đó là ngày ăn hỏi đúng không ạ, và ngày lễ thành hôn. Ngày ăn hỏi là cái ngày mà nhà trai sẽ mang sính lễ sang nhà gái đúng không, nhà trai sẽ mang sính lễ sang nhà gái và tổ chức ăn hỏi, thì cái ngày này sẽ cần phải ưu tiên lựa chọn cho nhà cô dâu. Tiếp nữa là cái ngày lễ thành hôn là cái ngày mà nhà chú rể sẽ sang đón cô dâu đúng không ạ, thì này cái ngày mà lựa chọn sẽ ưu tiên sang cho nhà chú rể hơn. À, thì nguyên tắc ứng dụng cái việc xem ngày cưới hỏi là như vậy. Thì ở đây là sẽ hơi thiếu thông tin một chút. Em thì dùng thần là kim thủy thì có thể là để vật phẩm gì trên bàn làm việc được. Ok, vẫn câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hữu Đức, đó là dùng thần của bạn là kim thủy thì có thể để vật phẩm gì trên bàn. Nếu như dùng thần của bạn là kim thủy, tức có nghĩa là dùng thần của bạn là kim và đâu, thủy thần bạn là kim và dùng thần bạn là thủy, thì bạn nên lựa chọn các cái vật phẩm mà nó mang cái ngũ hành thủy thì nó sẽ rất là tốt. Sử dụng những vật phẩm mà nó mang ngũ hành thủy, ví dụ như là bạn có thể sử dụng cái quả cầu đá thành anh trắng hoặc cầu đá thành tím nhé. Sử dụng quả cầu đá thành anh trắng hoặc cầu đá thành tím đặt ở trên bàn làm việc thì nó cũng sẽ giúp cho cái vận khí của bản thân nó trở nên tốt hơn. Anh Cô Vinh có câu hỏi, hai vợ chồng canh ngọ 1990 làm nghề thầu xây dựng được không ạ? Rồi ok, đang ở bên bên này đúng không? Rồi. Bạn Cô Vinh có câu hỏi là hai vợ chồng tuổi canh ngọ 1990 thì làm thầu xây dựng được hay không? Làm thầu xây dựng được hay không? Vâng. Anh Phí Văn Dũng chào mọi người, và chào anh. Bạn Cung Vinh như này nè, bạn hỏi câu hỏi là hai vợ chồng sinh năm 1990 làm thầu xây dựng đấy không? Thế thì câu hỏi này thì nó lại chưa đủ dữ kiện để mà trao đổi với bạn, tại vì nó thuộc về kiến thức liên quan đến định hướng, liên quan đến nghề nghiệp. Nếu như bạn làm thầu xây dựng thì ngũ hành này nó thuộc thổ. Nếu như bạn làm thầu xây dựng thì gần như cái ngũ hành này nó thuộc thổ trong các cái ngũ hành về liên quan đến ngành nghề. Nếu như hành thuộc thổ thì lại phải quan trọng là cái, chúng ta lại phải căn cứ vào cái gì ạ? Căn cứ vào cái năm tháng ngày giờ sinh của hai vợ chồng bạn, đặc biệt là tuổi bạn đi. Nếu như bạn là người chủ thầu, vợ bạn là người hỗ trợ thôi, thì bạn thì cần phải căn cứ vào năm tháng ngày và giờ sinh, tức là bốn cái yếu tố này có gọi là tứ trụ đấy, hay còn gọi là bát tự đúng không ạ. Căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh này để mà quyết định ra được cái cách cục thủy dụng thần của bạn nó có nằm trong cái ngành nghề mà phù hợp với lại liên quan đến chủ thầu xây dựng hay không. Nếu mà chủ thầu xây dựng thì nó thuộc về ngành thuộc thổ, liên quan đến xây dựng cũng ngành thuộc thổ. Đặc biệt là nếu như bạn ở cái vị trí cai thầu, tức là vị trí tổng thầu, thì bạn sẽ không phải liên quan, bạn sẽ không phải trực tiếp động vào thợ đúng không ạ, tức là bạn sẽ không phải trực tiếp làm liên quan đến các công việc trên chân tay, mà công việc chính của bạn sẽ là quản lý đội thợ cũng như là quản lý về dòng tiền thu chi các thứ. Thì ngũ hành này nó cũng thuần thuộc thổ luôn, do vậy là cần xem là cái ngũ hành hỷ dụng thần của bạn nó có phải thuộc thổ hay không. Thì cũng tiện qua đây thông qua câu hỏi của bạn Cô Vinh như vậy thì cũng trao đổi với cô chú anh chị về cái một trong những cái sản phẩm dịch vụ mới của Phong Thủy Tứ Viên, đó là cái bộ hồ sơ tư vấn nghề nghiệp. Với cái bộ hồ sơ tư vấn nghề nghiệp này thì nó sẽ luận giải rất chi tiết liên quan đến cái gì ạ, liên quan đến cái ngũ hành nghề, mà những cái ngành nghề mà các cô chú anh chị nên lựa chọn để phù hợp với lại cái kết cục hỷ dụng thần của mình. Như ở trong đây chúng ta sẽ thấy đây này, như trong đây nhá, cái quan điểm Phong Thủy Tứ Viên đó là bất cứ ai cũng có thể làm được công việc gì, nhưng quan trọng là công việc đấy nó có giúp mình dẫn đến thành công hay không. Bất cứ ai cũng có thể làm được bất cứ công việc gì, nhưng mà nó có dẫn đến thành công hay không mà thôi, hay có giúp mình hạnh phúc hay không. Thì trong cái bộ môn liên quan đến bát tự tứ trụ thì người ta căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh để mà quyết định được cái ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh. Ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh đấy người ta gọi là dụng thần, và cái dụng thần đấy nó quyết định đến trang phục màu sắc sử dụng, trang ga gối đệm, màu sắc phòng ngủ hay là những cái phương tiện đi lại, và đặc biệt nó còn liên quan cả ngành nghề làm việc nữa. Thì đây là một cái bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp rất là hay, và trong đây cũng sẽ đưa ra được cái danh sách liên quan đến ngành nghề và được xếp hạng, xếp loại theo các mức độ, đó là xuất sắc, giỏi, trung bình, yếu. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những ngành nghề mà thuộc cái lĩnh vực đó giỏi và xuất sắc của chúng ta thì sẽ trở nên tốt hơn. Thì với cái bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp này thì nó sẽ luận giải chi tiết hơn với cái việc đó là tuổi của cô chú chị thì nên lựa chọn ngành nghề nào. Thì bạn Cô Vinh này hỏi rằng là 1990 thì có làm thầu xây dựng được không? Nếu mà trả lời bảo có thì có lẽ là một vạn người sinh năm 1990 ngoài kia đi đổ xô làm thầu xây dựng thành công hết hay sao thì cũng không phải, đúng không ạ? Nó phải căn cứ vào cả năm tháng ngày giờ sinh nhé bạn Cô Vinh nhé. Năm tháng ngày và giờ sinh của bạn. Bạn Linh Bùi câu hỏi là chị Linh Bùi câu hỏi là tuổi Giáp Tý thì nên lựa chọn đồ phong thủy gì bạn? Đối với tuổi Giáp Tý thì nó sẽ căn cứ vào như sau, những cái vật phẩm mà chúng ta nên sử dụng. Thì thường nó sẽ có hai cái cách mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy, các cô chú chị nhớ nhé, có hai cái cách mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy. Thứ nhất là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy cho ngôi nhà chúng ta, là cái không gian sống và cái môi trường sống. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy cho bản thân, tức là cái vật phẩm hộ thân cho bản thân mình chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái vật phẩm gì thì nó cũng sẽ liên quan đến hai yếu tố đấy. Nếu như chị cần tư vấn về cái
Vâng, cảm ơn bạn Cô Vinh nhé. Đấy, bạn có thể cung cấp đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh qua thì đội ngũ trợ lý sẽ tiếp nhận cũng như là sẽ hỗ trợ bạn thêm các bước tiếp theo. Nếu như là cần tư vấn về cái vật phẩm mà kích hoạt cái yếu tố tài lộc, quý nhân hay là tăng vượng khí cho ngôi nhà thì nó cần phải căn cứ vào việc chúng ta khảo sát trực tiếp ngôi nhà đấy, hoặc là căn cứ trên bản vẽ tư vấn thì nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu như căn cứ vào cái vật phẩm hộ thân cho bản thân chúng ta chẳng hạn, thì lưu tâm với chị rằng là tuổi 1984 Giáp Tý, năm 2020 này người ta gọi là năm tuổi, đúng không ạ? Năm 2020 Canh Tý thì tuổi Giáp Tý nó gọi là năm tuổi, là năm gọi là trực thái tuế hay gọi là tọa thái tuế, đúng không? Mệnh sư có câu là thái tuế đương đầu tọa vô hỷ ác hữu vạn, tức là vào những năm mà năm thái tuế đến tuổi thì nếu như không có chuyện vui thì chuyện buồn vẫn sẽ xảy ra, tức là họa vô đơn chí ấy, thì chúng ta cần phải lưu tâm cái việc này. Bởi vì năm mà thái tuế đến tuổi, tức là năm sau Mộc Tinh đóng quản tại cái phương chính Tý, phương chính Bắc, nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp thứ nhất là những ngôi nhà hướng Bắc, cái thứ hai những tuổi con giáp là tuổi Giáp Tý, à những tuổi Tý ấy, bao gồm các tuổi Giáp Bính Mậu Canh Nhâm Tý, đúng không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tuổi Tý này. Do vậy tuổi Giáp Tý của chị nó sẽ nằm vào cái tuổi là phạm phải thái tuế năm 2020. Do vậy là chúng ta cần lưu tâm sử dụng các vật phẩm hộ thân. Ngoài ra để mình chi tiết hơn thì nó sẽ cần phải sử dụng các cái vật phẩm liên quan đến bát tự của chị, thì vẫn cần phải theo năm tháng ngày giờ sinh nhé. Vẫn cần căn cứ theo cái năm tháng ngày giờ sinh chị Linh Bùi ạ. Ngoài ra gợi ý thêm cho chị một số những vật phẩm mà có thể kích hoạt thêm tài lộc, vì người ta sẽ sử dụng theo cái yếu tố là phong thủy thần sát, đúng không ạ? Giáp thì sẽ có lộc tại dần, đúng không? Do đó những người tuổi tài lộc của chị sẽ là người tuổi dần đấy nhé. Những người tuổi tài lộc của chị sẽ là những người tuổi dần. Do vậy chị có thể kết hợp làm ăn những người tuổi dần. Ngoài ra trên bàn làm việc của chị cũng có thể đặt các vật phẩm mang hình tượng con giáp dần, tức là con hổ, đúng không ạ? Thì nó sẽ kích hoạt thêm yếu tố tài lộc cho bản thân chị nhé. Kích hoạt thêm tài lộc cho bản thân chị. Chị Bảo An có câu hỏi là xin hỏi nữ sinh năm 1985 nhà ở hướng Tây Bắc, không hợp hướng thì nên ứng dụng phong thủy như thế nào ạ? Ok chị Bảo An ơi, chị Bảo An này, như đã trao đổi với chị một trường hợp của bạn Nam Nguyễn, đúng không ạ? Về cái việc là ở nhà hợp hướng đúng không ạ? Rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng khác nhau, các cô chú chị có thể đọc được rằng là tuổi này thuộc cung này, đúng không ạ? Cung quẻ, cung cấn, cung đoài, đúng gì đấy, thuộc đông tứ mệnh, tây tứ mệnh, đúng không ạ? Tông đông tứ mệnh thì ở nhà đông tứ trạch, tây tứ mệnh ở nhà tây tứ trạch. Và trong đó nó sẽ có bốn hướng xấu là hướng diên niên thiên niên sinh khí phục vị, bốn hướng tốt là diên niên thiên niên sinh khí phục vị, bốn hướng xấu là hòa tịch mệnh ngũ quỷ lục sát, đúng không? Nhưng trong phong thủy cao cấp thì không ứng dụng kiến thức này, các cô chú chị lưu tâm nhé, không ứng dụng kiến thức này, đọc để chơi thôi chứ đừng có đọc ứng dụng. Do vậy rằng là chúng ta lại phải quan niệm theo cách khác. Ví dụ theo định long tam hợp phái thì tuổi của chị là 1985 ất sửu thì lại hoàn toàn hợp với nhà hướng tây bắc. Tuổi của chị 1985 ất sửu lại hoàn toàn ở nhà hợp hướng tây bắc. Tức ở nhà hợp hướng tây bắc, ở nhà hướng tây bắc này hoàn toàn hợp long. Nhưng mà lại động viên chị thêm một câu như này, chị cứ lo rằng là ở nhà hướng không hợp hay ở nhà hướng hợp đấy các thứ, thì phong thủy đang nghiên cũng lý giải luôn với các cô chú chị đang xem video livestream mà băn khoăn về việc là tôi ở nhà hướng này có hợp hay không, thì ở nhà hợp hướng nó lại chỉ là một trong những yếu tố nho nhỏ. Ở nhà hợp hướng nó chưa phải, vâng anh Trần Thành Nhân bảo âm thanh nhỏ quá, em xem là tăng cái volume, tăng nút volume thì nó có tăng không? Nghe rõ không? Đúng. Anh Trần Thành Nhân ấy, anh có thể là bật cái volume điện thoại của anh to hơn để xem nó có rõ hơn không? Đấy. Các cô chú chị nghe livestream nếu thấy nhỏ thì có thể phản ánh lại giúp em nhé, để đội ngũ kỹ thuật sẽ support ạ. Theo định long tam hợp phái thì tuổi của chị ở nhà hướng một chín tám năm ất sửu ở nhà hướng tây bắc là hoàn toàn hợp long hợp hướng luôn, không có gì phải lo cả. Nhưng cái điều quan trọng là ở nhà hợp hướng nó chưa phải là điều quan trọng nhất đối với ở nhà hợp hướng. Do vậy là chúng ta không có lo ở nhà đẹp hay không, nó quyết định ở yếu tố về phong thủy nó có được đẹp hay không, tức là yếu tố về cách cục nó có đẹp hay không, đúng không ạ? Nếu mà cách cục ngôi nhà này đẹp mà hợp thêm hướng thì ok được 10 phần. Nếu như cách cục ngôi nhà này mà xấu mà ở nhà là hợp hướng nữa thì rõ ràng là cái xấu. Các cô chú chị chú ý nhá, cái nguyên tắc này rất quan trọng này. Hợp với cái xấu thì nó còn xấu hơn rất nhiều, đúng không ạ? Hợp với cái xấu thì nó còn, người ta gọi là chết vì hợp. Hợp với nó nữa thì hỏng. Giống như việc cứ cố gắng lựa chọn một cô con dâu hợp tuổi với con trai mình, đúng không? Nhưng cô con dâu này hợp tuổi đi nhưng mà lại rất xấu tính xấu nết, đúng không ạ? Về nhà thì cãi chồng như chém trả, đúng không? Cãi bố mẹ như hát hay. Thế thì hợp tuổi là cái gì đâu ạ? Đúng không ạ? Ở nhà thì ở nhà hợp hướng thì xấu không thì ở nhà làm gì? Không phải lo nhá.
Anh Đoàn Văn Hiến có câu hỏi: tôi sinh ngày 9 tháng 3 năm 1977, chưa vợ, hỏi bếp nhà tôi đặt ở cung Tây Bắc ngôi nhà, có ảnh hưởng xấu đến tình duyên của tôi không? Thưa anh Đoàn Văn Hiến, anh sinh năm 1977 tỵ, đúng rồi, anh hỏi là bếp nhà tôi đặt cùng Tây Bắc ngôi nhà đúng không ạ? Tôi là con trong nhà, có ảnh hưởng xấu đến tình duyên của anh không? Trao đổi với anh ý này, tại vì sao cái cung Tây Bắc nó lại quan trọng? Bởi vì rằng là theo dịch học, càn cung là tượng của trời đúng không ạ? Là cung của người trạch chủ, là người nam trạch chủ trong nhà, tức là người chồng, người cha, người nam mệnh đúng không ạ? Người trạch chủ trong ngôi nhà. Do vậy càn cung là cái phương vị mà tuyệt đối chúng ta không được xâm phạm cũng như là không được ảnh hưởng gì đến. Do vậy cái phương vị càn cung là chúng ta tuyệt đối không nên đặt những công năng mà nó dễ xảy ra hung họa, ví dụ như là bếp và nhà vệ sinh. Ví dụ như bếp hoặc nhà vệ sinh thì ở đây cái trường hợp nhà anh đó là anh đặt bếp ở đây đúng không ạ? Thì cái càn cung này nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nó sẽ không phải là ảnh hưởng đến yếu tố tình duyên của anh đâu. Bởi vì rằng là tuổi anh 1977 đinh tỵ đúng không ạ? Thì dậu sửu thì đào hoa cư ngọ, tức là phương vị đào hoa của anh sẽ nằm ở tại phương chính nam chứ không phải là phương tây bắc. Tinh dậu sửu thì đào hoa cư ngọ, do đó phương đào hoa của anh nằm ở phương chính nam chứ không phải là phương tây bắc. Phương tây bắc này là phương càn cung, phương dịch học, phương của người đàn ông trạch chủ lớn trong nhà, do đó là đặt bếp ở đây nó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Đặt ở bếp bếp ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, nó làm tính cách của anh nó trở nên nóng nảy hơn và thiếu kiên nhẫn, do đó cái việc này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố đó là hòa hợp trong gia đình đúng không ạ? Ví dụ như là cũng không kiên nhẫn để lắng nghe con cái vợ chia sẻ mà thì nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh, do đó chú ý nên có phương án hóa giải hoặc là chuyển bếp đi sẽ tốt hơn. Cái càn cung, phương vị càn cung là phương vị của trạch chủ trong nhà, tuyệt đối chúng ta không nên phạm, đặc biệt sai phạm cái việc này thì để mà các cô chú yên tâm trong cái quá trình xây dựng đó, thì chúng ta nên lưu tâm đó là sử dụng cái phương án tư vấn về bộ hồ sơ phong thủy như này sẽ tốt hơn. Đây là một bộ hồ sơ tư vấn liên quan đến yếu tố phong thủy làm nhà của các cô chú chị. Trong đây được trình bày rất nhiều các cái phần hạng mục quan trọng trong việc liên quan làm nhà, đặc biệt là cái phần liên quan đến tư vấn thiết kế thì chúng ta cần phải chú ý nên ứng dụng đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn một cái đây, ví dụ đây là một cái mặt bằng thiết kế thì tại Phong Thủy Thái Nguyên đã tính toán rất kỹ lưỡng tất cả các cái phương vị ở trên mặt bằng này để làm sao là các cái phương vị nó được hài hòa cả về thẩm mỹ kiến trúc và cả về phong thủy, nó không có được sai phạm đúng không ạ? Và nếu như Phong Thủy Thái Nguyên mà thiết kế thì sẽ không bao giờ có chuyện bếp đặt vào càn được, thì có lẽ đây là một trong những cái cách mà ứng dụng phong thủy sai nếu như gia đình mà có lựa chọn tư vấn từ những người thầy mà nghiên cứu phong thủy chắc có lẽ là chưa nghiên cứu tới nơi tới chốn rồi. Bạn Mai Mai có câu hỏi đó là: anh ơi, em sinh năm 96 nên lấy vợ tuổi nào là đẹp nhất? Sinh năm 1996 lấy vợ tuổi nào đẹp nhất đúng không? Bạn Mai Mai là con gái đúng nhỉ? Bạn Mai Mai là con gái 1996 Bính Tý đúng không? 1996 Bính Tý thì bạn có thể lựa chọn cái tuổi theo cái bộ xây dựng ekip mà thầy Tâm Nghiên có tư vấn đúng không? Ví dụ chẳng hạn nhé, 1996 Bính Tý đúng không? Bính thì lấy lộc ở đâu ạ? Bính thì lấy lộc ở Tỵ đúng không ạ? Do vậy là những người tuổi Tỵ ví dụ như là sinh năm 1989 là hoàn toàn có thể được kết đôi được. 89 này, 96 à, Tỵ nữa, 89 nó gần nhất rồi. Già hơn 77 đinh Tỵ thì già quá đúng không nhỉ? Có thể gọi chú. Rồi nữa là tam hợp của bạn đúng không? Thân đi tìm tam hợp. Do đó các cái tuổi hợp với bạn là tuổi trong bộ tam hợp thân đi tìm đúng không? Ví dụ 1992 là tuổi nhâm thân, hoặc là tuổi thìn là 1988 mậu thìn ha. Rồi là quý nhân của bạn là ai ạ? Đấy. Tuổi quý nhân của bạn là những tuổi nằm là tuổi Dậu đúng không? Đấy. Thực ra tuổi quý nhân của bạn là tuổi Hợi, tuổi Dậu, nhưng mà tuổi Hợi xung với lại là Đông. Đúng rồi. Tuổi quý nhân của bạn là tuổi Hợi và tuổi Dậu, do đó bạn cũng có thể lựa chọn các cái tuổi là quý nhân của mình, đó là tuổi Hợi, ví dụ như là 1995 Ất Hợi, hoặc là tuổi Dậu 1993 Quý Dậu, hoặc là 1981 Tân Dậu. Đúng. Thì đấy là cái các cái tuổi mà bạn có thể kết giao lựa chọn ha. Đấy. Vâng, ok, cảm ơn anh Hiến nhé. Anh có thể là để lại thêm số điện thoại để các bạn trợ lý các bạn sẽ tư vấn thêm cho anh về cái phương án hóa giải ha. Anh Trần Thành Nhân có câu hỏi đó là: cho hỏi các yếu tố để chọn vị trí huyệt mộ như thế nào là tốt nhất? Minh đường huyệt mộ có ao nước có tốt hay không ạ? Rồi. Câu hỏi anh Trần Thành Nhân rất hay. Câu hỏi anh Trần Thành Nhân rất hay. Và nếu như khuyên anh Trần Thành Nhân này, nếu như anh có về cái anh có sự nghiên cứu về phong thủy âm trạch âm phần mô mà thì khuyên anh nhé, anh đọc các cái kiến thức, đọc các kiến thức nên mà có sự định hướng đọc những kiến thức đúng thì anh sẽ có những cái lưu tâm đúng. Còn tránh cái việc chúng ta tìm hiểu những kiến thức mà nó xa vời trên mạng rồi là nhỡ mày để đọc vào kiến thức của bát trạch minh cảnh là hỏng hết đúng không ạ, rồi là cứ thiên ni diên niên sinh khí phục vị là hỏng hết.
Do vậy rằng là nếu như anh có mong muốn tìm hiểu thêm về phong thủy âm phần âm trạch thì khuyên anh trước tiên anh có thể đọc cái cuốn là phong là địa lý diệu ngũ quyết, đúng không ạ? Anh Thành Nhân nhá, anh có thể nghiên cứu cái cuốn sách là địa lý diệu ngũ quyết. Đây là một cuốn sách mà được biên tập với năm cái kiến thức quan trọng trong cái yếu tố về phong thủy địa lý, đúng không ạ? Để cái việc này chúng ta có đặt nơi dương cơ, tức là tìm một trạch đất vượng để chúng ta xây nhà, hoặc tìm một trạch đất vượng để chúng ta đặt mồ mả, đúng không ạ? Nó nói về năm cái yếu tố thành tố quan trọng trong cái việc yếu tố phong thủy địa lý tốt, đó là gì ạ? Đó là sa sơn huyệt thủy hướng, đúng không ạ? Năm yếu tố quan trọng trong cái việc phong thủy địa lý, nó sa sơn huyệt thủy hướng, thì anh đọc cái cuốn sách là địa lý diệu ngũ quyết nhé, để có thêm kiến thức về việc này. Để mà nói về cái việc cái yếu tố quan trọng là tìm huyệt mộ thì nó nhiều yếu tố lắm, chúng ta phải xét long, đúng không ạ? Chúng ta xét long, xét thủy, rồi xét hướng, đúng không ạ? Còn đâu rằng là minh đường huyệt mộ qua ao nước thì có tốt không? Về cơ bản rằng là tốt hay không ạ? Thì chúng ta cứ nói nó tọa sơn hướng thủy, đúng không ạ? Nghĩ là tốt, đúng không ạ? Nhưng quan trọng là cái ao nó nằm ở phương vị nào? Quan trọng cái ao nằm ở phương vị nào anh ơi? Đúng không ạ? Ao nằm ở phương vị sát long hỏng hết, đúng không ạ? Ao nằm ở phương vị sát long hỏng hết. Ví dụ như cái mộ mà tọa khảm mà lại cái mộ tọa khảm mà phương đông nam, phương thìn mà lại có cái hồ ao nước dẫn thủy đấy là hỏng bét rồi, đúng không ạ? Địa lý diệu ngũ quyết, anh Thành Nhân ơi, địa lý sang là bên còn để các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm cho anh cuốn địa lý diệu ngũ quyết, đúng không ạ? Địa lý ngũ quyết nó nói về năm cái thành tố quan trọng trong phong thủy địa lý, đó là sa sơn huyệt thủy hướng. Thì nghiên cứu thêm cuốn này, đây là một trong những cuốn sách rất hay của Tam Hợp Phái. Những anh chị nào mà băn khoăn hỏi là không biết là Tam Hợp Phái thì nghiên cứu kiến thức gì, đúng không ạ? Anh chị đọc cuốn sách này nhé, địa lý diệu ngũ quyết, đúng không ạ? Rồi ok, bạn Cu Vinh có để lại năm tháng ơi vẫn thiếu bạn ơi, bạn mới để lại là ngày tháng năm sinh thôi, thiếu giờ sinh, không có giờ sinh không tư vấn nổi, thiếu một trụ mà. Chúng ta có năm tháng ngày giờ sinh, bốn yếu tố, đúng không ạ? Năm tháng ngày giờ sinh, trong giờ sinh nó lại có thiên can địa chi của giờ sinh, trong tháng sinh nó có thiên can địa chi, tức là trong bốn yếu tố đấy nó có thiên can địa chi, tức là tám cái chữ đấy nó gọi là bát tự, đúng không? Thì phải căn cứ đấy thì nó sẽ quyết định được, chứ đâu nó thiếu dữ kiện thì khó tư vấn được. Ai nhỉ? Anh Đoàn Văn Hiến, chị Nhung Nguyễn này, muốn xem muốn tự xem ngày tốt cho mình thì đọc cuốn sách nào, đúng không ạ? Chị Nhung Nguyễn này, nếu như chị muốn học về cái kiến thức liên quan đến xem ngày trạch cát, đúng không? Xem ngày tốt thì nó còn nhiều cái yếu tố nhá, tránh này, lại nói về ngày tốt, cái này buồn cười lắm. Nói về ngày tốt thì tuyệt đối chúng ta không có nên xem kiểu xem lịch vạn niên, sau đó xem mấy cái ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo đâu, đúng không ạ? Mấy xem mấy giờ hoàng đạo, cung hoàng đạo, giờ hoàng đạo thì giờ hắc đạo này kia, mấy cái đấy liên thuyên hết, đúng không ạ? Tốt là tốt cho việc gì và tốt là tốt cho ai, đúng không? Chúng ta phải trả lời hai câu hỏi, đó là what là chúng ta làm việc gì, làm cái gì, đúng không ạ, để lựa chọn cái ngày giờ nó tốt, và who là làm cho ai, đúng không? Làm cho ai, tức là tuổi nào làm việc này thì mới lựa chọn được cái năm tháng ngày giờ tốt, chứ không phải là tốt nó tốt cho tất cả, xấu cho tất cả, đúng không ạ? Úi dồi ôi, chỉ cứ lo bảo là ngày này ngày tăng lương, ngày này nguyệt kỵ, ngày này ngày sát chủ là hãi, không dám làm gì. Thế nếu mà nó xấu như thế thì lẽ ra là chính phủ, đúng không ạ, là phải thông báo ra là ngày này là ngày sát chủ rất xấu, đề nghị bà con ở nhà giống tránh dịch covid ấy, đúng không ạ? Làm sao được? Sai, những kiến thức là hoàn toàn sai. Làm là làm cái gì, làm việc gì và làm với ai cơ. Thế ví dụ chẳng hạn, bảo là ký kết hợp đồng, hai chị ký kết hợp đồng thì dĩ nhiên là phải căn cứ vào tuổi của cả hai người, đúng không ạ, là đôi bên, bên A bên B, để lựa chọn cái ngày nó tốt cho cả hai là tốt nhất. Còn nếu anh chị muốn tư vấn xem mỗi ngày tốt cho anh chị thì vẫn cần phải năm sinh của anh chị, năm sinh gì thì mới lựa chọn được cái ngày, đúng không ạ? Thế cho nên rằng là tìm đọc sách thì chị Nhung Nguyễn ấy, chị có thể nghiên cứu cuốn Hiệp Kỷ Biện Phương Thư nhá, ở đây biết có không? Tìm cuốn Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, em ra thư phòng kia tìm để anh xem có cuốn Hiệp Kỷ Biện Phương Thư không. Chị Nhung Nguyễn nhá, đọc sách liên quan này chị đọc cuốn Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, nó có 3 tập cơ, thì cứ đọc tập 1, tập 2, tập 3, đọc thứ tự nhá. Ok, cảm ơn anh Thành Nhân nhá. Tại Phong Thủy Thâm Niên có sách này đấy nhá. Quảng cáo một chút. Tại Phong Thủy Thâm Niên có sách này đấy, anh để lại số thoại đi với anh và sau đó tư vấn anh về cái sách địa lý diệu ngũ quyết này nhá. Tại Phong Thủy Thâm Niên có sách này nhá. Anh Đoàn Văn Hiến thêm câu hỏi nữa, tôi sinh năm 77 chưa vợ đúng không? Chưa người yêu, muốn tăng lên tình duyên để cưới được vợ làm sao? Rồi lại ok. Ý sẽ kết nối với anh để tư vấn cho anh thêm về cách kích hoạt thêm đào hoa nhé. Trong phong thủy ứng dụng người ta có cái cách mà kích hoạt đào hoa theo cái vị trí đào hoa chủ quản của mỗi người, đúng không ạ? Thì cái này các bạn sẽ hướng dẫn thêm cho anh rất là chi tiết, cảm ơn anh Hiến. Nào,
Đặt tiếp câu hỏi đi ạ. Nào. Anh Nguyễn Văn Phương có câu hỏi đó là: tôi sinh năm 1960, số điện thoại liên hệ bạn gửi kèm ạ. Và tôi thì đang ở nhà hướng Đông Nam 130 độ, tôi muốn tu tạo sửa chữa phía sau ngôi nhà, thì năm nay hay là năm sau có được không ạ? Ừ, câu hỏi này, bạn Cú Vinh, bạn để lại thêm số điện thoại nhé, để các bạn trợ lý các bạn kết nối cụ thể kỹ hơn. Bạn để thêm số điện thoại cho mình nhé. Chờ chút nào. Chào chị nhau. Đâu nhỉ, câu hỏi đâu ạ? Bạn Nguyễn Văn Phương ạ. À, anh Nguyễn Văn Phương đúng không? Anh Nguyễn Văn Phương ạ. Chào bạn Đức Trung, tôi sinh năm 1960. Tôi đang ở nhà hướng Đông Nam 130 độ. Tôi muốn tu tạo sửa chữa phía sau ngôi nhà, thì năm nay hay năm sau có được không bạn giúp? Hướng Đông Nam đúng không ạ? Và tọa Tây Bắc đúng không? Mà chú là muốn sửa cái phần tọa ngôi nhà đúng không? Chú hỏi năm 2020, 2021 tu sửa được. Đúng. Phần tọa ngôi nhà nó sẽ bao gồm là ba cung là Tuất Càn Hợi đúng không? Năm 2020 Mộ Long đáo đến Càn và Hợi luôn. Năm 2020 Mộ Long đáo đến Càn Hợi đúng không ạ? Nhà chú hướng gì? Nhà chú bảo hướng bao nhiêu độ? 130 độ. 130 độ đúng không? 130 độ đúng không ạ? Đông Nam 130 độ tức là tọa Càn hướng Tốn. 130 độ tức là tọa Càn hướng Tốn. Nếu như bảo là sửa trong năm 2020 này á, thì có lẽ là khuyên chú là không nên sửa năm 2020 đâu. Bởi vì 2020 là Mộ Long nó đáo đến. Năm 2020 Mộ Long đáo đến phương ấy. Mộ Long đáo đến phương Thà, phương Càn. Tuy nhiên là vẫn có thể lựa chọn cái thời điểm tháng vượng để mà triển khai được. Vẫn có thể lựa chọn cái tháng vượng để triển khai được. Ở đây nó mất cái bản tháng vượng rồi. Tọa càn hướng Tốn 130 độ tọa càn hướng Tốn. Năm 2020 thì vẫn có thể sửa được. Chú ạ, năm 2020 thì vẫn có thể sửa được. Để cho bảo các bạn trợ lý các bạn sẽ kết nối với chú thêm nhé. Sau đó thì tư vấn cho chú cái tháng vượng để tiền anh tu sửa. Năm 2020 vẫn tiền này sửa được. Năm 2021 ha. Thử xem 2021 đúng không ạ? 2021 Tây Bắc Tuất Càn Hợi Tốn. Tuất Càn Hợi đúng không ạ? Hướng Đông Nam được ạ. Tốt nhất nên sửa năm 2020 này chú ơi. Tốt nhất là nên sửa trong năm 2020 này. Bởi vì năm 2021 tới thì ngũ hành đại sát đáo đến hướng. Về cơ bản nó thu khí của ngũ hành đại sát thì sửa nó cũng vất vả. Sửa nó cũng khó. Thế cho nên là chú có thể sửa cho năm 2020 này nhé. Thì để các bạn trợ lý các bạn sẽ kết nối thêm với chú. Sau đó để tư vấn thêm với chú về cái tháng vượng để sửa đúng không ạ? Bạn Ngọc Thúy có câu hỏi là 1997 thì sử dụng vật phẩm gì cho vượng ạ? 1997 đinh sửu đúng không? Bạn Ngọc Thúy 1997 đinh sửu. Bạn có thể sử dụng một số những vật phẩm như sau. Có một số những cái vật phẩm hộ thân mà bạn có thể sử dụng là lấy ra cái vòng tam hợp ở góc kia cạnh. Vòng tam hợp cái vòng kim việt quý phúc. Ở cái khay ấy. Hôm trước có một cái khay chúng ta để dưới đồ. Tuổi 1997 đinh sửu của bạn, bạn có thể lựa chọn những cái vật phẩm sau. Về cơ bản là tuổi sửu năm 2020 này á, thì tí sửu nhị hợp, do đó là tuổi năm 2020 thì tuổi sửu có nhiều cái sự lợi thế từ cắt tinh từ hai tuế tinh quân. Tuy nhiên là lại cần phải chú ý năm 2021 là năm tân sửu này, tuổi bạn sẽ rơi trạng thái là tọa đại tuế này, đây một trong những tuổi khá xấu. Những tuổi khá xấu trong năm 2021, do vậy là năm 2020 nhân cơ hội mà chúng ta đang lục hợp về thái tuế, do vậy nên có dự án kích hoạt nó tốt hơn. Về vật phẩm thì bạn có thể lựa chọn một số những vật phẩm hộ thân cho mình rất là tốt. Ví dụ thứ nhất là cái vòng tay tam hợp đúng không ạ? Bạn có thể sử dụng cái vòng tay tam hợp này, vòng tay tam hợp tịnh dậu sửu. Tức là trên đây, cái đây là cái vòng tam hợp, nó được làm từ ba cái hạt mã não, các linh vật tam hợp là tịnh dậu sửu lên trên, đồng thời là các hạt đây là hạt gỗ tử đàn đúng không ạ? Khi chúng ta đeo vào thì nó có cái công dụng là tăng cái vận các khí quý nhân tương trợ, tăng cái vận các khí quý nhân tương trợ nó rất là tốt, đồng thời rằng là nó sẽ
đá mã não là loại đá mà mang năng lượng tự nhiên rất là cao, sẽ vừa ăn kích hoạt thêm cái quý nhân tương trợ cho bạn rất là ổn. Cái thứ hai là nếu như chi tiết thì bạn nên khả năng hôm nay em vào trong phòng này sẽ yên tĩnh hơn từ bên chị. Nên yên ở phòng này chị nhân sự đương nhiên. Thế mời chị vào trong đây. Ngoài ra để mà tốt hơn thì bạn có thể để lại đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh. Thì căn cứ vào bát tự ký chủ của bạn sẽ có thể tư vấn kỹ hơn, và sau đó thì bạn sẽ sử dụng một trong những cái vật phẩm đó, vòng phúc hòa trợ mệnh. Cái vòng phúc hòa trợ mệnh thì nó hay một cái nữa, đó là nó sẽ sử dụng cái hạt đá theo cái ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh của bạn để bổ vào. Nó vẫn có cái các cái hạt gỗ bằng gỗ tử đàn, tức là vương mộc tử đàn, người ta gọi vua các loại gỗ, và trên đây nó có các cái trang là trang vàng và trang bạc, có các chữ phúc chữ hòa để tăng thêm hòa khí phúc khí cho bạn. Đồng thời là một cái hạt đá ở giữa này là cái hạt đá nó có ngũ hành, có thể là kim mộc thủy hỏa thổ để bổ khuyết vào thân mệnh cho bạn. Thì đây là hai cái vật phẩm mà rất dễ sử dụng. Bạn làm việc thì đặt vật phẩm gì cho tốt đúng không ạ? Bạn làm việc đặt vật phẩm gì cho tốt? Nếu như bàn làm việc của bạn, nếu mà bàn làm việc lớn lớn thì bạn có thể đặt ngay cái vật phẩm giống như mình đang đặt trên bàn này. Đây gọi là tụ bảo tài. Bạn có thể đặt một cái tụ bảo tài trên bàn này. Đây là cái vật phẩm tụ bảo tài, nó gọi là tụ giữ lại tài lộc đúng không ạ? Tụ là tụ tài, bảo là bảo giữ đúng không ạ? Là bảo lưu ạ, là giữ lại, tài là tài lộc. Tụ bảo tài tức là lưu giữ lại cái tài lộc trong ngôi nhà đúng không? Chúng ta sử dụng cái tụ bảo tài này. Bên trong nó sử dụng là các đá thạch canh ngũ sắc đúng không ạ? Bên trong là sử dụng các loại đá thạch canh ngũ sắc, và sẽ có thêm một quả bi cầu thạch canh hồng đặt vào giữa để thu thu cái vượng tài lại. Thì bạn sử dụng cái tụ bảo tài nó rất là tốt. Đấy là cái vật phẩm đặt trên bàn. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng một số những cái linh vật chiêu tài, ví dụ như là linh vật gì ta, tỳ hưu ha, đặt tỳ bạch ngọc rất là tốt. Bạn sử dụng tỳ bạch ngọc. Có một bạn hỏi là tôi sinh năm 1980, cho tôi hỏi khi đắp non cho hợp. Cảm ơn bạn. Bao nhiêu tiền? Anh quảng bá hỏi cũng không nhận được. Chắc là anh hỏi ví dụ cái vòng tam hợp đúng không? Vòng tam hợp là 680.000 này. Cái vòng phúc hòa trợ mệnh, cái này không nhớ bao nhiêu nữa. Có lẽ là các bạn tư vấn sẽ kết nối cho anh Quang Ngọc, anh Quang Bá, anh có thể để lại số điện thoại để các bạn sẽ tư vấn thêm cho anh. Không nhớ nữa. Ai đây nhỉ? Bạn Ngọc Nguyễn đúng không? Chị Ngọc Nguyễn câu hỏi là mình xem 983 Nam Mạng, anh Ngọc Nguyễn đúng không? Mình xem 983 Nam Mạng, nhà cửa chính quay ra hướng Bắc, cửa nhà vệ sinh quay ra hướng Tây thì có sao không? Cái này nó chưa thể hiện bất cứ điều gì anh Ngọc Nguyễn ạ nhé. Lại cái câu hỏi này thì liên quan đến yếu tố cách cục nhà. Tức là nhà anh là nhà hướng Bắc đúng không ạ? Nhà vệ sinh cửa quay ra hướng Tây nó chưa thể hiện bất cứ điều gì sai phạm hay tốt xấu đây cả. Tại vì rằng là trong phong thủy chính phái thì người ta có khái niệm đó là nhất định nhị hướng. Quan trọng nhất là người ta nói đến vị trí chứ không phải nói đến hướng. Tức là quan trọng nhất là cái vị trí nhà vệ sinh đấy đặt ở đâu ở trong ngôi nhà của anh. Nó căn cứ trên mặt bằng công năng, ví dụ như thế này. Nó phải căn cứ trên mặt bằng công năng, tức là khi mà bên em thiết kế một ngôi nhà là bên em sẽ có cái mặt bằng công năng và đặt kích thước lực cực lên. Đặt kích thước lực cực lên thì em sẽ có thể nhìn thấy là các phương vị, công vị nó đặt như thế nào đúng không ạ? Nhìn vào đây có thể thấy là biết cái nhà vệ sinh đang đặt ở đây. Nhà vệ sinh thì chiếu ra nó đang đặt ở phương tốn hay phương gì đấy. Thì cái này nó mới quyết định được cái việc đặt nhà vệ sinh nó phạm tuổi hay không. Chứ hay là phạm các vị trí tốt xấu hay không, chứ không phải rằng là nhà anh hướng Bắc cửa mà hướng Tây nhà vệ sinh thì nó phạm hay không, nó chưa khẳng định điều gì cả. Quan trọng nhất là cái vị trí nhà vệ sinh đấy nó đặt ở đâu trong nhà, nó đặt ở phương vị nào, tránh một số những phương vị ra. Ví dụ như tuổi anh 1983 Quý Hợi thì nếu như cái nhà vệ sinh này đặt vào phương Càn thì anh dính cả hai trưởng luôn. Nếu cái nhà vệ sinh đặt vào phương Càn thì anh dính cả hai trưởng. Trưởng thứ nhất đó là nó có thể đặt vào cái phương bản mệnh của anh, tức là phương Hợi, bởi vì Tây Bắc lại bao gồm ba cung là Tuất Càn Hợi, và cái thứ hai nó dính trưởng thứ hai, tức là phương Tây Bắc người ta gọi là Càn Cung đúng không ạ, là phương Càn, trong dịch học là phương của trạch chủ, là phương của anh ấy, phương của chính anh ấy. Do vậy rằng là nếu như đặt ở phương Tây Bắc này thì nó sẽ ảnh hưởng dính hai trưởng, ngoài ra các cái phương vị khác nữa quan trọng khác như phương quý nhân, phương đào hoa, phương tài lộc của cả anh và cả vợ anh. Do đó có rất nhiều những phương vị mà chúng ta nên tránh trong nhà đúng không, rất nhiều phương vị chúng ta nên tránh trong nhà, chủ yếu là xếp vợ chồng thôi, các con sau này nó đi ở nhà khác đúng không ạ, mới lại là đi học đi làm nó không ở nhà nhiều, chủ yếu là cặp vợ chồng mình thôi. Do vậy là các cái vị trí thần sắc quan trọng như là phương Tây Bắc, rồi là phương bản mệnh, quý nhân, lộc mã, văn xương đào hoa, rất nhiều các phương vị khác mà cần phải xét. Thì việc này anh cần phải cung cấp cái gì ạ? Anh cần cung cấp 3 thông tin. Thứ nhất là hướng nhà anh là bao nhiêu độ. Cái thứ hai là bản vẽ mặt bằng công năng chi tiết nhá. Bản vẽ mặt bằng công năng giống như một cái bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. Thì lúc này đội ngũ tư vấn mới có thể tư vấn anh được. Đây đây, một cái bản vẽ như thế này nè, đúng không ạ? Một cái bản vẽ mặt bằng như thế này thì đội ngũ trợ lý mới có thể tư vấn cho anh kỹ càng được, đúng không ạ?
Một là hướng nhà là bao nhiêu độ, cái thứ hai là mặt bằng bản vẽ nhé. Thì các bạn sẽ tư vấn cho anh thêm cái việc anh có bị sai phạm gì không. Đồng ý không ạ? Có một bạn hỏi, em tuổi Sửu thấy cát hung nạp vận năm nay nhị hợp với Tý nên khá tốt, nhưng em lại đang bị hạn tam tai thì có ảnh hưởng gì đến vận hạn của năm không ạ? Em cảm ơn anh. Rồi bạn Pura Vida đúng không ạ? Bây giờ cái nick nghe rất là ấn tượng. Bạn tuổi Sửu đúng không? Bạn thấy là cát hung nạp vận năm nay nhị hợp với Tý nên khá tốt đúng không? Có ảnh hưởng gì đến tam tai đúng không? Người ta xếp như sau, nếu mà xếp về đại ca đúng không? Nếu mà xét về yếu tố ảnh hưởng thì đại ca luôn là yếu tố ảnh hưởng đầu tiên. Đại ca tức là sao? Năm nào thì thái tuế năm đấy, đúng không? Tức năm 2020 thì thái tuế là Canh Tí. Do đó là thái tuế hay người ta gọi là mộc tinh, đây là một trong những cái ngôi sao có cái sự tồn tại ngoài vũ trụ tự nhiên, chứ không phải là một cái nền tảng để thêu dệt lên. Còn nó tam tai lại khác, tam tai mình sẽ nói khác. Cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất nó ảnh hưởng từ thái tuế bạn nhé, ảnh hưởng lớn nhất ảnh hưởng thái tuế. Mấy cái trường hợp như xem tử vi thấy là năm nay kế đô mộc dục kế đô rồi là la hầu có thể quả túi gì cái mấy cái đấy nó không phải là quá kinh khủng đâu. Đấy, rồi lại đi cúng sao giải hạn thì vỡ mồm đúng không ạ? Quan trọng nhất là chúng ta quan tâm đến thái tuế. Cái thứ hai là này, các yếu tố khác nữa căn cứ vào năm tháng ngày sinh của bạn mới có thể luận giải được. Thái tuế là đại ca đầu tiên chúng ta cần phải tính toán để chúng ta nhắc là nhắc đến trường khí của sao mộc. Đúng không? Một ngôi sao mộc nó to đùng ngoài kia, nó lớn gấp rất nhiều lần cái trọng lượng của khối lượng của trái đất. Do vậy cái trường khí của sao mộc sẽ tác động đến cái vận hạn của các con giáp và các ngôi nhà. Do vậy là nếu như năm nào mà có sự tương hợp thì nó sẽ được cái ảnh hưởng trường khí tốt, và năm nào mà xấu thì năm nào mà xung hoặc là hại hoặc là hình phá thì nó sẽ có những ảnh hưởng xấu. Do vậy là tuổi Sửu năm nay nhi hợp với thái tuế, do vậy là năm nay cơ bản là ổn. Năm nay cơ bản là ổn, còn nó tam tai cũng phải lo. Tam tai là người ta xét đến ba cái năm tam tai của các con giáp theo tam hợp, đúng không? Bởi vì rằng là tam hợp thì nó cùng cái yếu tố khí, nếu không vào những năm hóa khí thì nó bị tam tai, đúng không? Nó vào những năm tam tai, ví dụ như là Tý Dậu Sửu tam tai 3 năm là Hợi Tý Sửu, tức là 2019, 2020, 2021, mức độ tam tai nó sẽ giảm dần, đúng không? 2019 là nặng nhất, 2020 và 2021 nó sẽ nhẹ đi. Thì thực tế mà nói chúng ta biết cái hạn tam tai để chúng ta tránh, đúng không? Tam tai thì thường nó sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng như là điều tiếng thị phi. Do vậy là khẩu thiệt thị phi đến từ đầu đến từ miệng. Do vậy là khi mà chúng ta làm ăn, chúng ta nói chuyện gì thì tránh cái việc nó xung đột về khẩu thiệt, xung đột về thị phi. Tức là nếu như có cái việc tranh luận thì chúng ta không nên tranh luận gắt quá để đến cuối cùng đó là cãi nhau, đúng không ạ? Xin cảm ơn. Rồi, để đến cuối cùng nó cãi nhau thì tiếng nói chúng ta lúc lỡ mồm thì nó sẽ ảnh hưởng, đúng không? Đấy, còn đâu rằng là quan trọng năm nay là năm Tý Sửu nhập thì sẽ có nhiều sự bứt phá, cố gắng cho năm nay. Năm sau mới là năm cẩn trọng, và năm sau là năm Tân Sửu, năm sau là 2021 Tân Sửu luôn là năm thái tuế. Người ta nói là thái tuế luôn đầu tọa vô hỷ ác hữu hoạn, đúng không? Là năm vận khí nó sẽ xấu. Năm sau các tuổi là Sửu Mùi, đúng không ạ? Năm sau là Sửu Mùi Ngọ, Sửu Mùi Ngọ Tuất là những cái tuổi mà sẽ phạm phải thái tuế năm 2021, cần càng phải chú ý, đặc biệt là tuổi Sửu, đúng không? Thái tuế được đầu tọa, năm sau là năm tọa thái tuế nhé. Năm nay năm vận khí tốt cho nên cố gắng bứt phá, sử dụng các vật phẩm phong thủy để kích hoạt thêm năng lượng, sử dụng vào các hợp Tý Dậu Sửu, đúng không? Vòng phúc hòa trợ mệnh hoặc là đeo cái mặt khai dương phú quý ấy nhé, đưa mượn cái này, sử dụng cái mặt khai dương phú quý nhân tiện quảng cáo luôn. Đây, ví như là nam mạng nữ mạng thì có thể sử dụng các cái vật phẩm. Đây là cái này của nam mạng, nữ mạng chắc không đưa ra rồi. Sử dụng cái mặt khai dương phú quý này để mà tăng thêm cái yếu tố vận khí cho bản thân. Nó có hai phiên bản vàng và bạc nhé. Thì sử dụng để mà tăng thêm cái yếu tố vận khí cho bản thân trong năm 2020 và 2021. Chứ đâu là tuổi Sửu năm sau mới đáng lo, năm nay không phải lo. Tam tai thì chuyện bình thường, đúng không ạ? Tam tai là bình thường thôi, không gì lo cả. Chú ý về khẩu thiệt thị phi là tiếng nói. Anh Minh Quang Nghiêm có câu hỏi. Chào thầy, tôi nhờ thầy xem giúp tôi sinh năm 1972, vợ 1976, con gái 204, con gái út 208, con trai 2014. Tôi định năm 2021 xây thêm một đơn ốp vào nhà đang ở để rộng hơn, nhà ở hướng 187 độ. Cho hỏi sang năm có làm được không? Cảm ơn thầy. Rất chi tiết đúng không ạ? Anh xem 1972 nhâm Tý, vợ xem 1976 bính Thìn này, con gái không... Con gái 2004 là giáp Thân, con gái 2008 là Mậu Tý, úi ở nhà này Thân Thi Tín hết lượt này. Con trai 2014 là giáp Ngọ, đúng không ạ? Rồi, tôi định năm 2021 muốn xây thêm một đơn ốp vào nhà đang ở để rộng hơn, nhà 187 độ. Nó sao là được không?
Quan trọng như này nha anh Quang Nghiêm ơi. Nếu như trong trường hợp như này thì năm 2021, nếu trong trường hợp hạng mục như này thì nó liên quan đến cơi nới sửa chữa chứ không phải là xây mới, đúng không anh? Tức là cái nhà anh đang có rồi và bây giờ là anh muốn xây dựng thêm, đúng không? Vậy thì xây dựng thêm đây, điều quan tâm của em đó là anh xây dựng thêm ở cái phương nào trong cái nhà của anh, tức là anh tính từ tâm của ngôi nhà của anh và anh xây ở cái phương nào trong ngôi nhà để em tính toán cái vận khí tại phương đấy năm sau có lên động thổ vào để mà xây, để mà tu sửa hay không. Đấy. Còn nếu mà xây mới thì nó lại tính là khai sơn đúng hướng, nhưng nhà anh là 187 độ, tức là hướng đông, đúng không? 187 độ à, đâu quên, 187 độ hướng nam rồi. 187 độ, đúng không? Thì năm sau anh muốn làm thì lại phải xem là cái phương vị anh tính anh xây thêm vào nó là phương vị gì, để xem ra năm 2021 cái vận khí tại phương đấy nó có được tốt hay không. Tốt nhất như này là anh gì nhỉ, anh Minh Quang Nghiêm ơi, để mà chính xác lại thì tốt nhất là em nhờ anh như này nhé. Thứ nhất là anh vẽ lại cái mặt bằng công năng của anh, mặt bằng công năng hiện trạng nhà của anh, đúng không? Tức là anh đo ngoài thực tế là bao nhiêu mét thì anh bấy nhiêu cm, sau đó thì anh vẽ thêm một cái màu mực khác về cái nơi mà anh muốn xây dựng thêm ra, nhớ. Anh vẽ lại cái mặt bằng công năng theo đúng tỷ lệ và thể hiện rằng cửa nẻo các thứ, giường tủ đăng kê như thế nào, đúng không ạ? Và anh muốn xây thêm cái phần cơi nới thêm nó nằm ở phương nào thì để em tính toán anh xem là nó có được tốt hay không. Độ số thành cung cấp rồi, rất là ok, năm sinh các thành viên gia đình rất ok rồi. Bây giờ em nhờ anh thêm cái là anh vẽ thêm cái bản vẽ thôi nhé. Cái bản vẽ mặt bằng nó như thế này, kiểu như này này. Thế đấy, chúng em đặt kích thước mặt cực lên, chúng em sẽ phải xem rằng là cái phương anh muốn xây là cái phương nào trong nhà, đúng không ạ? Để tính toán cái vận khí của năm đấy, năm 2020 hoặc 2021 có ổn không thì mới quyết định tư vấn cho anh được. Phương Đông Nam. Đông Nam năm sau không nên làm đâu. Anh bảo năm nay năm sau nhỉ? Năm sau ạ. 2021. Năm sau mua để sát đáo Đông Nam không làm anh ạ. Năm sau mua để sát đáo phương Đông Nam không nên làm. Năm nay nếu không làm ạ, năm nay thì cũng không vượng. Năm nay mà anh có làm thì cũng phải để sau đồng chí cơ. Tức là 2020, 2021 thì phương Đông Nam nó vẫn không vượng lắm. Anh Pu Vinh có câu hỏi, 1990, 6 tháng cuối năm xấu sẽ gặp thị phi hao tài thì dùng vật phẩm gì ạ? Có thể liên hệ để xem tuổi on được không ạ? Tốt, 1990 canh ngọ năm nay, năm 2020 canh tí, tí ngọ tương xung, tuổi của bạn là 112 con giáp. Một, tuổi của bạn được coi là tuổi xấu nhất trong 2 con giáp. Phải nói thẳng hơn là tuổi xấu nhất trong 2 con giáp, đúng không? Vâng, anh Minh Quang Nghiêm nhá, thì anh chú ý cái điều này. 2020, 2021 vận khí phương Đông Nam không vượng. Ở trong đó thì nhà anh xét về định long thì ok, nhà anh hợp long đấy, các tuổi nhà anh thân tí tìn ở nhà hướng nam rất hợp long, nhưng mà phương Đông Nam về cơ bản nó vẫn không vượng. Nếu muốn triển khai thì phải xem rất kỹ lưỡng, mà tốt nhất là không nên. Còn nếu muốn làm thì phải xem rất kỹ lưỡng về cái năm tháng ngày giờ để triển khai, để nó hóa bớt sát khí đi chứ không làm nó ảnh hưởng nhiều. Không ảnh hưởng nhiều. Bạn Cũ Bình đúng không? 1990 năm canh ngọ năm nay vận khí xấu đúng không? Làm nào hóa giải không? Làm cái đeo vật phẩm, sử dụng vật phẩm gì để có thể tăng cái vũ tăng khí? Tăng cái may mắn đúng không? Có thể xem online được không? Đối với tuổi bạn 1990 năm nay là tuổi xấu, gần như xấu nhất trong ngày con giáp, bởi vì tí ngọ tương xung, xung thay tuế mà. Gần như đối đầu lại với đại ca, đối đầu lại với sếp đúng không? Thế thì nên có những phương án. Thứ nhất là bạn chú ý các cái điều tiếng liên quan thị phi. Năm 2020 không phải năm vận đến của bạn. Năm 2020 không phải năm được vận của bạn đâu. Năm 2021 cũng thế, bởi vì năm 2021 là năm Tân Sửu, Sửu Ngọ tương hại, tuổi bạn lại rơi tiếp vào trạng thái hại thay thế. Do đó năm 2020, 2021 không phải năm vận của bạn. Đặc biệt năm 2020 này, do vậy là các cái dự định của bạn nếu muốn khởi sự thì cố gắng là tiết chế, hoặc là phải tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, chứ không là tiền mất tật mang thị phi á, thậm chí là có thể dẫn đến kiện tụng, hao tài tốn của thị phi rất là nguy hiểm. Để mà phương án liên quan đến sử dụng xử lý thì thứ nhất là bạn có thể là sử dụng các món vật phẩm hộ thân. Thứ nhất là cái đây này, cái khai dương phú quý này này, bạn sử dụng cái mặt khai dương phú quý này rất là tốt để mà đeo. Đây là cái mặt dành cho nam, đúng không ạ? Nó có cái hình tượng bởi năm 2020 canh tí thái tuế là canh kim mà đi thủy, nó rơi vào cách cục là kim hàn thủy lạnh, mà nạp âm của canh tí năm nay là thổ, do đó nó rơi trường hợp là táo thổ nữa. Do vậy là nó sẽ rơi cách cục nó kim hàn thủy lạnh và thổ táo, do vậy rằng là nó sẽ khuyết hai cái ngũ hành để mà tạo ra cái thăng bằng, đó là mộc và hỏa. Do vậy rằng là sử dụng cái mặt khai dương phú quý này để bổ sung thêm mộc hỏa,
cho cái thái bế năm nay nó vượng hơn. Thứ nhất là sử dụng cái bích ngọc hoàng điền, là cái ngọc màu xanh này nó mang ngay thuộc hỏa mộc. Và thứ hai, các họa tiết ở trên cái phần trang trí nó sử dụng cái hình tượng là núi Tam Sơn, đúng không? Núi Tam Sơn nó sẽ tăng cường thêm yếu tố về hỏa vượng cho cái vật phẩm. Do vậy nó sẽ tạo ra trạng thái cân bằng là kim mộc thủy hỏa thổ, nó sẽ cân bằng hơn, đúng không? Năm nay là thổ táo kim hàn thủy lạnh mà thiếu mộc hỏa, do đó sử dụng cái vật phẩm nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai là sử dụng một cái vòng tam hợp, gái về à? Xin chào nhé. Thứ hai là sử dụng một cái vòng tam hợp. Vòng tam hợp tuổi bạn là dần gọi tốt, sử dụng vòng tam hợp dần gọi tốt thôi. Bộ tam hợp dần gọi tốt để mà sử dụng thì nó sẽ tăng cường thêm cái vận các quý kỳ nhân tương trợ, đúng không? Và nhanh chóng thỉnh trong giai đoạn này thì còn được tặng thêm thẻ kim bài đại đế nhé. Nhanh chóng bạn về thỉnh trong giai đoạn này cũng được tặng thêm thẻ kim bài đại đế, là một trong những vật phẩm hộ thân rất là tốt bạn đặt trong ví điện thoại, trong ví tiền hoặc trong ốp điện thoại, thì các bạn trợ lý sẽ tư vấn cho bạn để lại số điện thoại đi nhé. Các bạn sẽ tư vấn thêm cho bạn. Tôi là tôi, anh tôi là tôi, có câu hỏi là tôi sinh năm 1980, tôi hỏi là khi đắp non bộ ở hướng nào cho hợp đấy? Cho hợp. Đây là một trong những câu hỏi rất là hóc búa và không phải đơn giản như anh nghĩ. Đây là một trong những câu hỏi không hề đơn giản như anh nghĩ, anh tôi là tôi ạ. Cái việc mà sử dụng hòn non bộ, tay hình dung như thế này, bốn với bốn, mỗi một vật phẩm thì đều có yếu tố về năng lượng khí riêng của nó, kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không? Do vậy là cái việc anh đặt một hòn non bộ trong nhà nó không phải là căn cứ, nó không chỉ căn cứ vào cái việc là tuổi anh có đặt được không hay như nào, nó là căn cứ quan trọng nhất là tọa và hướng của nhà anh, nó căn cứ vào tọa và hướng của nhà anh, và đặc biệt là cái hòn non bộ anh đặt trong nhà hay là ngoài nhà thì nó còn quyết định. Nếu như trong nhà thì lại cần phải đặt vào các phương vị để tránh các cái vị trí xấu mà không nên đặt, đặc biệt là những cái vị trí mà nó lại vào cái phương nghịch thủy chẳng hạn thì nó không tốt. Ngoài ra chẳng hạn nếu như đặt ở bên ngoài ngôi nhà thì lại xem cái phương vị ngoài ngôi nhà tính tâm nó ở đâu, nếu đặt vào cái phương sát lòng thì lại càng không ổn. Do vậy là chỉ mỗi tuổi anh thôi thì không đủ dữ kiện tư vấn. Cái việc này thì anh nên có cái được bạn Cú Vinh ơi, đăng ký xem online được, bạn để lại số điện thoại đi để các bạn trợ lý sẽ tư vấn cũng như là gửi bạn những cái tài liệu quan trọng nhé. Đấy, sẽ gửi thêm cho bạn những cái tài liệu quan trọng khác để bạn có thể có cái kiến thức cho mình cũng như là yên tâm sử dụng vật phẩm. Đấy, bạn để lại số điện thoại để các bạn sẽ tư vấn thêm cho. Cảm ơn bạn Cú Vinh. Nhớ do vậy anh tôi là tôi ơi, cái việc mà tuổi anh 1980 có đặt được non bộ không không phải là yếu tố quan trọng. Cái việc nhà anh có đặt được không mới quan trọng, căn cứ tọa hướng mình ngôi nhà. Cái việc này thường là khảo sát trực tiếp hoặc là gì ạ, khảo sát trực tiếp hoặc là căn cứ trên bản vẽ thì mới tư vấn được. Tiếp đi ạ. Vâng, xin mời các câu hỏi tiếp theo đi ạ. Anh Trần Thành Nhân có hỏi, cho mình hỏi thêm là bát tự toàn âm là như thế nào ạ? Bát tự mình sinh vào 5 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1987. Như nào nhỉ? Bát tự toàn âm, anh muốn hỏi bát tự toàn âm là như thế nào ạ? Vâng, ok, bạn Cú Vinh để lại số điện thoại rồi. Cảm ơn bạn nhé, các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm cho bạn. Anh Trần Thành Nhân hỏi là cho mình hỏi thêm bát tự toàn âm là như nào. Bát tự anh là 5 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1987. Không biết là dương lịch hay âm lịch đây. Thực ra mà nói cái câu hỏi anh bắt tự toàn âm nó không phải là cái điểm mấu chốt quan trọng trong cái việc một lá số bắt tự. Đấy, bởi vì trong một lá số bắt tự nó có rất nhiều cách cục khác nhau, nó có rất nhiều cách cục khác nhau, và cái việc này có lẽ là cần phải có được cái lá số bắt tự của anh ở đây cơ thì mới có thể là lý luận giải cho anh thêm được. Đấy, anh có thể để lại số điện thoại để các bạn trợ lý, các bạn sẽ kết nối với anh thêm và sau đó thì sẽ tư vấn cho anh cái tư vấn lá số bát tự của Phong Thủy Thái Nguyên, thì sẽ ra được lá số bát tự của anh cũng như là có cái phần luận giải bên dưới để anh có căn cứ để anh hiểu thêm. Chứ nó bát tự toàn âm thì ở đây chưa có cái lá số bát tự của anh, thời gian cũng có nhiều, do vậy là chưa xem được lá số bát tự của anh cụ thể. Chúng ta còn khoảng là 15 phút nữa để giao lưu ạ, xin mời các cô chú chị đặt câu hỏi đi ạ. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa nha. Chia sẻ video livestream này cũng như là comment để nhận quà tặng nhé. Những ai mà mong muốn xây dựng nhà trong năm 2020-2021 mà muốn nhận được cái bộ hồ sơ tư vấn mẫu nhé. Các anh chị nào xây nhà trong năm 2021 mà muốn nhận được bộ hồ sơ tư vấn phong thủy mẫu thì có thể là inbox hoặc là comment là tôi muốn nhận hồ sơ mẫu, đúng không ạ? Tôi muốn nhận hồ sơ làm nhà mẫu xuống bên dưới bình luận. Tôi muốn nhận hồ sơ làm nhà mẫu dưới bình luận để đội ngũ trợ lý sẽ kết nối và tư vấn thêm cho anh chị. Comment
Tôi mới nhận hồ sơ phong thủy mẫu cũng như là số điện thoại để các bạn sẽ kết nối Zalo cũng như gửi các anh chị cái bộ hồ sơ phong thủy làm nhà mẫu nhé, để các anh chị có căn cứ để nắm được một bộ hồ sơ tư vấn phong thủy sẽ như nào. Đây cũng chỉ là căn cứ quan trọng để các cô chú chị nắm được việc khi mà nhờ một người thầy phong thủy về nhà thì người ta sẽ làm gì cho mình, đúng không ạ? Chứ mất tiền và cuối cùng là không đâu ở đâu cả thì tiền mất tật mang. Tôi mới nhận hồ sơ phong thủy mẫu và comment thêm kèm số điện thoại để các bạn sẽ kết nối Zalo và gửi miễn phí qua cho cô chú chị nghiên cứu nhé. Đấy. Ngoài ra thì rất nhiều những cái tài liệu miễn phí khác nữa mà phong thủy viên sẽ gửi tặng cô chú chị. Do vậy là hãy comment và chia sẻ video livestream đi ạ. Hãy comment cũng như là đặt câu hỏi để giao lưu. Thì Đức Trung sẽ xin phép là sẽ trao đổi với các cô chú chị. Hãy chia sẻ video livestream nhiều hơn nha. Hãy chia sẻ video livestream nhiều hơn đến với mọi người. Nào, xin mời các câu hỏi tiếp theo. Xin mời các câu hỏi tiếp theo của các cô chú anh chị về vấn đề phong thủy làm nhà dựng cửa, vận hạn bản thân cũng như là sử dụng vật phẩm phong thủy nào. Tiết lộ thêm cho các cô chú chị một số những cái điều lưu tâm trong năm 2020 rồi. Năm 2020 là cái năm mà chúng ta biết rằng là có rất nhiều những cái yếu tố về dịch bệnh và dự kiến từ giờ đến cuối năm còn rất nhiều những cái dịch bệnh khác nữa, rất nhiều những cái thiên tai khác nữa. Do đó chúng ta càng cần phải chú ý. Và cuối năm nay 2020-2021 thì thầy Thái Nguyên cũng sẽ tổ chức một khóa là khóa kích hoạt tài lộc. Năm 2021 thì cũng sẽ có nhiều thêm cái phần liên quan đến dự đoán vận khí của năm 2021 tâm sửu như thế nào. Thì các cô chú chị sắp xếp để mà tham gia cũng như đón nhận những cái thông tin mới nhất trong thời gian tới về cái thời gian tổ chức khóa kích hoạt tài lộc này, đúng không ạ? Trong năm 2020 thì chúng ta sẽ có thêm một số những phương án để chúng ta kích hoạt thêm cái tài khí, vận khí cho những ngôi nhà và những cái phương vị mà chúng ta cần phải lưu tâm. Trong năm 2020 này thì những cái ngôi nhà có hướng sau 7, 8, 9, 1. Các ngôi nhà, 3 ngôi nhà có cái vận có 4 cái hướng nhà mà năm nay các lành mà các cô chú chỉ chú ý này. Thứ nhất đó là những ngôi nhà có hướng Tây Bắc, đúng không ạ? Những ngôi nhà hướng Tây Bắc năm nay đón những vận khí của sao Bát Bạch Tài Tinh đến hướng. Những ngôi nhà hướng Tây Bắc năm 2020 để đón những vận khí của sao Bát Bạch Tài Tinh đến hướng. Đây là sao mà sẽ có cái nhiều yếu tố về cắt lợi liên quan đến tiền tài tài lộc. Do vậy là chúng ta nên lưu tâm kích hoạt, đúng không ạ? Nếu ngôi nhà hướng Tây Bắc có kích hoạt theo phương án như nào thì các cô chú chỉ có thể là nhắn tin sang fanpage. Đấy, theo cách là tôi muốn kích hoạt nhà hướng Tây Bắc, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tư vấn thêm cho các cô chú chị. Hướng nhà thứ hai chúng ta có thể kích hoạt đó là hướng nhà hướng Tây. Hướng Tây năm nay là có sao Cửu Tử, đúng không ạ? Sao Cửu Tử bật đáo đến, đây là sao chủ về vui vẻ, chủ về đào hoa, chủ về thêm đi thêm người, chủ về nghỉ cánh, đúng không ạ? Chủ về vui vẻ. Do vậy là những ngôi nhà nào mà năm nay muốn có nghỉ sự, muốn có thêm cái đào hoa nhân duyên tốt trong ngôi nhà thì kích hoạt cái vận khí của nhà hướng Tây này lên nhé. Rất là tốt, đúng không ạ? Cái hướng thứ ba đó là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc năm nay có vận khí của sao Nhất Bạch Tài Tinh đến. Sao Nhất Bạch là cái sao chủ về quan lộc, chủ về thăng quan tiến chức, chủ về tiền tài, đúng không? Do vậy là những ngôi nhà nào mà có thành viên đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp thì năm 2020 này lại càng thêm may mắn nếu như có cái nhà hướng Đông Bắc nhé. Đặc biệt là hướng Đông Bắc, trục Đông Bắc Tây Nam, đúng không ạ? Trong cái vận 9 là từ năm 2023 đến năm 2024 thì lại là kết thúc năm 2023, tức là sang năm 2024 đến năm 2024, 20 năm là cái trục nhà Đông Bắc Tây Nam là trục nhà vận rất là ổn theo thầy Tam Viên dự báo rồi, đúng không ạ? Do vậy năm 2020 những nhà nào hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc có đón vận khí của sao Nhất Bạch Tài Tinh đến hướng là cái sao chủ về quan lộc, chủ về thăng quan tiến chức là cũng có vận kích hoạt rất là tốt. Cái hướng nữa là những ngôi nhà nào mà hướng Đông Nam, đúng không ạ? Hướng Đông Nam là năm 2020 này có sao Lục Bạch đến này. Đây là cái sao mà nó cũng chủ về những cái tài tinh liên quan đến năng khiếu thì cũng kích hoạt rất là ổn. Nhưng năm 2021 thì hướng Đông Nam lại rất xấu, đó là cần phải chú ý kích hoạt năm nay, đúng không ạ, để đề phòng năm sau. Do vậy những ngôi nhà nào có hướng
Tây Bắc, Tây Đông Bắc và Đông Nam đều những hướng mà có vận khí rất ổn cho năm 2020 này, để kích hoạt thì nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là những thành viên mà có cái tuổi năm nay mà ở cái nhà hướng này thì lại càng hay, đúng không ạ? Hợp vận, đúng không ạ? À, là cái tuổi như nào ạ? Năm nay là 2020 Canh Tí là tuổi Thân tuổi Tí này, à, tuổi Thân tuổi Thìn tuổi Sửu, đúng không ạ? Là các cái tuổi hợp với thái tuế lại càng thêm cái phần tư vượng ha. Rồi chúng ta quan sát xem là còn những câu hỏi nào tiếp theo của các cô chú chị không ạ? À, chị Tâm có hỏi là thầy ơi, thầy có thể tư vấn cho em về cách bài trí một ban thần tài được không ạ? Và ở trên ban thần tài thì cần có gì ạ? Ồ, có lẽ là nếu mà chị ra cái câu hỏi này ngay từ đầu giờ thì có lẽ là mình cũng sẽ rất cao hứng để mình tư vấn cho chị thôi. Mình sẽ rất cao hứng tư vấn cho chị, nhưng mà có lẽ là để mà sơ bộ nhá thì mình sẽ giúp chị quan sát một cái ban thần tài mẫu này. Em di chuyển cái camera qua ban thần tài mẫu để các anh chị cùng theo dõi xem. Nào các anh chị nhà mình ơi, chúng ta cùng quan sát một cái ban thần tài mẫu nhé. Nào, đây ạ. Chúng ta sẽ có thể quan sát một cái ban thần tài mẫu của tại phong thủy Tân Nguyên đang bài trí như thế này. Đúng không ạ? Nào. À, trong thời gian ngắn thôi, chúng sẽ giới thiệu nhanh các cô chú chị về cách lối bài trí của ban thờ thần tài, đúng không? Trước mặt các cô chú chị một cái ban thờ thần tài, chúng ta sẽ tính là cái bề ngang của ban thờ cỡ 61, tức là tính từ ngang bên này sang bên này là 61 phân, đúng không ạ? Thì cỡ nhỏ hơn nó sẽ có cỡ 56, 48, 41 phân. Thì tùy theo kích thước cỡ lớn nhỏ chúng ta mới có thể bài trí được vật phẩm nhiều hay ít lên trên, đúng không ạ? Và càng lớn thì nó sẽ càng tạo sự uy nghi. Còn đôi nhỏ hơn chúng ta sẽ bài trí làm sao cho hợp lệ và cho nó đẹp hơn. Vì bởi vì lớn hay nhỏ nó còn tùy thuộc theo không gian bài trí của nhà cô chú chị nhé, đúng không ạ? Và chúng ta bài trí theo cái lối như nào ạ? Vì rằng là đây ban thờ cỡ 61 thì nó sẽ bài trí cho ba ông, bao gồm là thần tài, thần pháp và thổ địa. Hai ông thôi, hai ba ông thì cũng không quan trọng, quan trọng là phải bài trí đúng cũng như là ứng dụng đúng phong thủy. Thì theo cái lối như sau, đó là cao trong và ngoài thấp, tức là từ phía bên trong ra phía ngoài nó sẽ thấp dần, đúng không ạ? Thực ra ở đây lẽ ra cái ban thờ 61 nó sẽ cần là một cái đôn, cần một cái đôn ở phía bên trong mà đặt ông cao lên một chút thì ông sẽ cao hơn, đúng không ạ? Quan trọng một điều là phía bên trong các ông cần phải được nạp cốt, tức là như nào? Lấy ví dụ một cụ như này, chúng ta khi mà thỉnh về cụ thần tài thổ địa là sẽ có cái lỗ trống ở phía bên trong. Khi việc lỗ trống bên trong chúng ta cần phải nạp cốt phía bên trong cái lỗ này nhá, và sau đó dán vít phần đáy lại thì mới giữ được cái linh khí hồn cốt ở phía bên trong này thì mới tụ được tài, chứ nếu không để trống hơi trống mát cái lỗ không ạ thì nó không có tác dụng đâu, đúng không ạ? Cụ này nạp cốt rồi này, xem cụ này nạp cốt chưa. Vì đây là cái ban thờ mẫu thôi chứ không phải ban thờ đang thờ tại phong thủy Tân Nguyên. Do Đức Trung xin các cầm ở các cụ như vậy nhé. Đây là các cô chú chị này, cái lỗ ở dưới đáy như này nhé, chúng ta sẽ nạp cái bộ cốt thông qua cái lỗ này, đúng không ạ? Nạp phía bên trong ha, và sau đó dán mít phần đáy lại đó, thì cần phải sử dụng cái bộ cốt để nạp vào thì mới phát huy được công hiệu, chứ không phải là cứ về nạp đấy là xong, không đúng. Rồi là chúng ta bài trí ra lối bên ngoài, đúng không ạ? Tiếp theo nó sẽ là ở bên này sẽ có cái lợn, hai cái lợn, đúng không ạ? Một cái là đựng gạo, một cái đựng muối, đúng không? Ừ. Cái gạo, cái đựng muối, đúng không ạ? À, chỗ này sẽ có một cái hoa mai trên tay xoay ha. À, bát nhang chúng ta sẽ để phía trong đây, để này chúng ta sẽ để một cái đĩa bồng đây này. Đây nó sẽ bài trí như này, đúng không ạ? Đó, đẹp hơn chưa? Đó, nó sẽ như thế. Tức là cái lối bài trí nó sẽ như vậy, đúng không ạ? Chú ý là bát hương nhá. Các cô chú ý chị chú ý là bát hương là chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái loại bát hương dễ dàng nhất, là chúng ta sử dụng cái loại bát hương gốm men xanh có hình song long chầu nguyệt, đúng không ạ? Hai con rồng chầu nguyệt như này, và cái mặt nguyệt cần phải thẳng ra phía trước, chứ không phải là tôi lại đông tư mệnh, tôi phải xoay cái này cho nó diên niên, tôi phải xoay cái này cho sinh khí, sai không hết, không đúng đâu ạ. Chúng ta đặt cho nó thẳng như thế này nhé. Thẳng như này thì phía bên trong ra phía ngoài nó sẽ cao và thấp dần, đúng không ạ? Nó thể hiện cái việc minh đường sáng tỏ ha. Ngoài ra các linh vật đặt trên ban thần tài chúng ta cần phải sử dụng đúng, đó là các linh vật nó là như là đây là thiền thừ và đây là long quy. Thiền thừ được quay vào và long quy được quay ra, đúng không ạ? Các cả linh vật này thì đều cần phải được nạp cốt, tức là nạp cốt ở phía bên trong và khai quang điểm nhãn thì nó mới phát huy công hiệu, còn nếu không thì nó sẽ chỉ là vật trang trí thôi chứ không có giá trị về vật phẩm, đúng không ạ? À, cốc thiền thừ quay bên trong và long quy quay phía ngoài, tất cả vật phẩm đều được khai quang và nạp khí đầy đủ. Đây các cô chú chị thấy có lỗ và được nạp cốt và dán những giá thiết vàng này vào. Chúng ta lắc nhẹ thì đấy, con việc lắc cách ở bên trong thì đấy đã được nạp cốt rồi. Đó.
Và với 5 cái khay chén này chúng ta có thể thờ 3 chén hoặc 5 chén tùy. Nếu như 5 chén chúng ta sẽ thờ 5 cái thứ, bao gồm là rượu, trà khô, nước, gạo và muối. Rượu, trà khô, nước, gạo, muối đúng không ạ? 5 cái chén này chúng ta sẽ thờ 5 cái vật tượng trưng cho ngũ hành, tượng trưng cho cái quá trình sinh sôi của vạn vật đúng không ạ? Để thờ tự sao cho đúng. Ngoài ra các vật phẩm kích tài khác nữa đó, chúng ta sử dụng tủ bảo tài hoặc là bộ hoa mai treo tài xoay, và chúng ta sử dụng sâu tiền hoa mai chúng ta treo tại đây để kích hoạt thêm yếu tố tài lộc. Thì đây là những vật phẩm mà kích tạo tài lộc hàng đầu luôn. Và vật phẩm phong thủy thì cần phải trải qua quá trình là bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, xem ngày giờ sử dụng, nguyên vật để đúng vị trí thì nó phát huy được công hiệu. Chứ mà chúng ta tùy tiện chúng ta mua về chúng ta đặt thì nó chỉ là vật trang trí thôi, không phải vật phẩm phong thủy nhé. Thì chúng ta lưu tâm như vậy các cô chú chị ạ. Đó, hiện tại phong thủy Tân Nguyên thì cũng cho đến ngày hôm nay cũng đến vài nghìn gia chủ cũng yên tâm tin tưởng dựa trên sự tư vấn của phong thủy Tân Nguyên để có một bàn vận tài chuẩn đẹp rồi. Thì các cô chú chị cũng có thể là lưu tâm để lại số điện thoại để mà được tư vấn thêm về cái cách bài trí bàn vận tài như này nhé, đội ngũ kỹ thuật cũng như đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các cô chú chị kỹ hơn. Đó, đây là một lối bàn thờ bài trí theo lối bàn thờ cỡ 61 phần, nhỏ hơn chúng ta sẽ bài trí gọn hơn. Đó, lớn hơn nữa nó còn có 81 phân cơ, nhưng mà 61 phân là đẹp lắm rồi đúng không ạ? Đó, thì đây là một cái lối bài trí bàn thờ rất là cân đối để chúng ta có cái cách ứng dụng phong thủy nó tốt hơn đúng không ạ? Đấy, soi kỹ một chút để chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Ba ông này, bát hương đúng không ạ? Nó có sẽ có nậm muối và nậm gạo này. Các linh vật đó là cấp thiền từ, tỳ hưu, quỳ đúng không ạ? Năm cái chén là sẽ sử dụng các cái chén mà chúng ta chứa được rượu, trà khô, nước, gạo, muối đúng không ạ? Đó. Thế các cô chú anh chị để thêm phần bình luận bên dưới để mà đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các cô chú anh chị kỹ hơn nhé. Bất cứ ai có câu hỏi gì cũng có thể là gọi điện đến số 1900292 để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn, hoặc là cần sự tư vấn thêm từ phía Đức Trung cũng có thể là lên trực tiếp văn phòng tại phong thủy Tân Nguyên đúng không ạ? Tại tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Các cô chú ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng thì cũng có thể ghé qua văn phòng tại các địa điểm thành phố này để được tư vấn kỹ hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghé qua là 778 Sạc Lâm, đường Nguyễn Kiệm, phường 4 ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đà Nẵng chúng ta ghé qua địa chỉ là tầng 12, tòa nhà ngân hàng ACB số 218, đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng các cô chú chị nhé. Những ai mà vào sau video livestream này thì hãy đặt câu hỏi để được tư vấn kỹ hơn nha. Vâng. Có lẽ là xin cảm ơn nha. Có lẽ xin cảm ơn, xin chào tất cả các cô chú chị và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video livestream tiếp theo nha. Các trợ lý sẽ tiếp tục câu hỏi cũng như là kết nối đến các cô chú chị nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn, xin cảm ơn.